đôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cau dưới nắng trông lá trầu không. Chỉ tôi trông dễ thương bán rau chờ cầu đông nhà, chỉ tôi chưa lấy chồng. Cái nưng ong biết bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chỉ thương hai đứa em thương mẹ già còn đau nhà. Chỉ tôi chưa lấy chồng. Đau họng quá mình không hát được hết cái bài đấy, thì mình làm clip này chia sẻ mọi người về cái cách chơi cái bài Chị Tôi đó, này điệu slow, thì mọi người có thể chơi này, mi thứ này. Tùy cảm xúc của mỗi người chúng ta chơi sao chơi, hoặc chúng ta quạt mà. Cái bài Chị Tôi này nó gồm những cái hợp âm sau. Thứ nhất là mi thứ, hai là rê trưởng, ba là son trưởng. Các bạn bấm đây cũng được. Và la thứ. Các bạn mở cái hợp âm Việt đấy, người ta đặt hợp âm khác mình, tại mình đánh quen thế rồi, mình chia sẻ mọi người thế thôi. Mỗi người chơi một hợp âm khác nhau chứ không bắt buộc chơi theo nhau gì hết. Nhưng chủ âm nó là mi thứ thì ai cũng phải đánh mi thứ. Đó nha, thì để bắt đầu chơi nó intro nó thì chúng ta dạo một vòng, bắt đầu từ la thứ này, dạo bốn khuôn rồi la thứ này. Các bạn có thể hoặc là các bạn giải dày lên, tùy các bạn nhé. La thứ, son trưởng, rê thứ, mi, đó là đủ một vòng, đúng không? Này này, nhà tôi trên bến sông. Sau cái câu lead đấy là chúng ta nghe quen rồi, thì sau câu lead đấy ai hát thì sẽ tự biết vào. Chúng ta có thể dừng nào chúng ta đánh luôn cũng được. Và câu lead đấy nó gồm một số cái lốt như sau nhé. Mọi người nhớ nha, ghi lại này. La mi la si, si dê hai buồn, son dây ba buông, mi son la fa fa thăng, mi re mi fa la
chơi hơi ồn. Thì đó, các bạn ghi lại rồi đúng không? Các bạn tập. La mi la si son mi son la fa mi re mi fa la mi. Bạn nào thấy tay linh hoạt hơn thì chơi không đây? La mi la si son mi son la fa mi re mi fa la mi. Rồi vào hát đúng không? Đã hát này. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cầu dưới nắng trong lá trầu không. Thì các bạn tự canh nhịp, canh cái chỗ dừng của nó nhé, rồi các bạn đập chân đó. Bán rau chợ cầu đông nhà, chỉ tôi chưa lấy chồng. Đây này có thêm một câu lít nữa, thì hai câu lít này sử dụng cho cả bài hát luôn, tùy các bạn hứng lúc nào chơi lúc đấy cũng được. Mình đánh lại này. Mi fa son có cái luyến. Rồi bạn ghi lại nha. Mi fa thăng nha, nhớ fa thăng nha. Mi fa son la si mi. Và mì thì chúng ta móc hai dây này. Chỉ tôi chưa lấy chồng. Nghe nó hấp dẫn hơn. Những cái bài chỉ tôi nó vậy thôi, cứ từ đầu đến cuối nó cứ đều đều vậy. Hy vọng là các bạn sẽ tập được cái bài này. Và cái bài này nó không khó. Còn bạn nào mà thấy khả năng cao hơn thì chúng ta chơi cái bài Giấc mơ Chapi đi. Trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Cũng là cái điệu slow và chúng ta giải giải cũng được, giải này cũng được. Thì chúng ta giải làm sao mà chúng ta hát được phù hợp hơn đúng không? Còn đoạn intro của nó thì dễ nhá. Intro này nốt mi này, mi fa thăng. Son. Son dưỡng nha.
là thứ rê chưa? Si Si vậy. Cách của mình đúng sai thì mình cũng không biết, hy vọng chia sẻ giúp mọi người được nha. Nhớ là mi fa đúng không, xong thì chúng ta hết đến cái rê này, đến cái rê trưởng. Đó, nó có cái câu đấy, để về son, từ rê về son thì này các bạn coi nhá. Này, rê, rê, rê mi son, la si rê son. Ghi lại nha. Rê mi son, la si rê son. Cái này là nó có cái đầu tiên là liên ba, xong sau liên tư. Rê son la si son. Ghi lại nhé. Rê, rê mi son, la si rê son, la si rê son. Thì lúc đầu các bạn tập cái đoạn đấy các bạn cứ buông ra, đừng đi hợp âm xong tới đấy làm gì hết, các bạn chỉ tập nguyên cái đoạn này thôi để bấm son luôn. Này. Rê mi son la si, la si rê son. Đó, bấm son luôn. Đó, về son rồi thì này. Si bảy. Đó, hợp âm si bảy này nhá. Đó, xong khi các bạn chạy si bảy nốt si này, si si na mi đó, si đang si bảy nha, si bảy. Nam mi này về mi thứ này này, họ bạn đã biết và hát cái câu sau câu ơn ơi ơi, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Còn quạt không vui, tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha pi thì mọi người cố gắng.
gắng tập nha. Như mình nói đó là vì mình có nhịp rồi cho nên mình không có đập nữa. Mọi người phải đập nhịp cho nó đầy đủ. Chỉ tôi, các bạn đập 2 cái cũng được, 4 cái cũng được. Công cái bài chị tôi này, còn cái bài Dương Mơ Cho Pi từ từ tập, ai có khả năng tập được chơi được bài đấy thì mình tập. Chào mọi người nhé, cảm ơn đã theo dõi clip của mình.